đội tuyển Việt Nam nắm quyền tự quyết trong tay ở vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn đối thủ xếp thứ nhì là Malaysia 2 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm và hơn cách biệt ứng cử viên số 1 của bảng đấu là UAE đến 5 điểm. Tuy nhiên đội tuyển UAE vẫn đá ít hơn một trận. Năm 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận làm khách đầu tiên trên sân của Malaysia, sau đó về sân nhà Mỹ định tiếp đón đối thủ Indonesia và sẽ quyết tử ở trận đấu cuối cùng khi làm khách trên sân của đội tuyển UAE. Trận đấu với UAE rất có khả năng sẽ là trận đấu mang tính chất quyết định để phân định ngôi đầu bảng G. Cụ thể, để có 16 điểm, đội tuyển Việt Nam phải đánh bại Indonesia trên sân nhà và thủ hòa cả Malaysia lẫn UAE trên sân khách. Nếu xét về thực lực của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này, mục tiêu trên hoàn toàn nằm trong khả năng với điều kiện các cầu thủ Việt Nam giữ được phong độ như hiện có. Về phía đội tuyển Malaysia, với 9 điểm trong tay, để giành được tổng điểm 16 đồng nghĩa với việc bầy hổ Malaysia phải có 2 trận thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên để hiện thực hóa số điểm này, bầy hổ Malaysia phải khuất phục được cả 3 đối thủ lớn trong bảng đấu gồm Thái Lan, UAE và Việt Nam. Chưa kể đội tuyển Malaysia còn có đến 2 trận phải làm khách trên sân của Thái Lan lẫn UAE. Mục tiêu giành được 7 điểm của thầy trò huấn luyện viên Tan Trang Hoe thực sự không dễ một chút nào. Về phía đội tuyển Thái Lan, với 8 điểm trong tay, có 2 trận đấu trên sân nhà tiếp đón 2 đối thủ được đánh giá thấp hơn là Malaysia và Indonesia, cùng 1 trận trên sân khách gặp đội tuyển UAE, muốn có điểm số 16 điểm trở lên. Bầy voi chiến phải giành chiến thắng cả 3 trận để có điểm số tối đa là 17 điểm. Nếu chỉ giành 2 trận thắng và 1 trận hòa, thầy trò huấn luyện viên Nihino cũng chỉ mới giành được 15 điểm, là điểm số khá mong manh cho ngôi đầu bảng G. Không được vấp ngã trong cả 3 trận đấu còn lại cũng là áp lực không hề nhỏ đối với các cầu thủ xứ sở chùa vàng. Cuối cùng là đội tuyển UAE, đội tuyển duy nhất có tới 4 trận chưa đấu, có lợi thế với 3 trận trên sân nhà và 1 trận sân khách. Đội tuyển Tây Á sẽ phải đặt mục tiêu thắng cả 4 trận còn lại để giành điểm số tối đa 18 điểm. Tuy nhiên khi phải gặp cả Thái Lan lẫn Việt Nam, là hai đối thủ đã đánh bại họ ở lượt đi vừa qua, giành trọn 6 điểm quả thực là điều không dễ dàng gì. Trường hợp khả dĩ cho ngôi đầu bảng thứ hai đối với đội tuyển UAE là họ cần có ít 3 trận thắng và 1 trận hòa, để có 16 điểm ngang bằng với đội tuyển Việt Nam, trong trường hợp Việt Nam có 1 trận thắng, 2 trận hòa. Lúc đó sẽ cần xếp đến chỉ số phụ để phân định đội nào xếp trên. Vòng loại World Cup 2022 sẽ xét chỉ số đối đầu rồi mới xét đến hiệu số bàn thắng thua. Nếu đội tuyển UAE chỉ giành được 2 trận thắng và 2 trận hòa, tổng điểm 14, gần như chắc chắn đội tuyển UAE sẽ bị rớt lại trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á. Đặc biệt, với 11 điểm trong tay, đang tạm thời dẫn ngôi đầu bảng G, nếu đội tuyển Việt Nam đánh bại được cả Malaysia và Indonesia để nâng tổng điểm lên 17 điểm, thì trận đấu cuối cùng đội tuyển Việt Nam sẽ không cần quá quan tâm thắng thua với đội tuyển UAE. Vì kể cả không giành ngôi nhất bảng thì Việt Nam cũng sẽ có tên trong 4 hoặc 5 đội nhì bảng tốt nhất khi chủ nhà Qatar vẫn đang giành ngôi đầu bảng E, đội nhì bảng tốt nhất có vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Lượt đi vòng loại World Cup cho thấy, chỉ cần 7 điểm trong tay đã có thể có mặt trong 4 đội nhì bảng tốt nhất, chính vì vậy ở lượt về, nếu đạt từ 15 điểm trở lên, rất có thể đội tuyển Việt Nam đã giành quyền đi tiếp. Chưa bao giờ quyền tự quyết cho chiếc vé đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lại lớn đến thế. Thế Nam